Đấy, cái cô gái đứng ngay cây không? Gì? Đấy, cô gái đứng ngay cây đó gì được không? Ngay cây đó. Có gì đây ta? Đó, đi đó, đi kìa. Đi, 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 theo ơi. Rồi. Mở thấy rõ ràng. Hello, xin chào mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sanma Vlog nha cả nhà ơi. Hello cả nhà. Chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Video Vlog nha. Thì cả nhà ơi, thì lần trước anh em mình đến nơi cô gái mà bị cắn 17 tuổi đó cả nhà. Thì khi mà anh em mình về thì anh em mình xem thì cô gái có xuất hiện cả nhà. Thì ở lần trước á thì anh em mình cũng đã có nói và đến để tìm hiểu và tìm cách giúp đỡ cho cô siêu thoát. Thì lần này thì cái dự định của anh em mình đến và Tú sẽ làm một cái nghi thức để giúp cho cô được đi siêu thoát luôn cả nhà. Thì hôm trước anh em mình đến thì cũng có gặp bóng dáng của cô đứng ở ngôi mộ và trong nhà cũng khá là rõ ràng cả nhà. Thì khi anh em mình đặt cam ở trong nhà thì cũng có thấy cô ấy xuất hiện cũng vài lần. Thì anh em mình cũng có xin thầy một cái tấm bùa để giúp cho cô ấy được siêu thoát cả nhà. Thì riêng về cái cô gái này thì anh em mình cũng đã xin ý kiến của sư phụ là coi như là anh em mình cũng có nói là coi như là cái vong của cô từ khi lúc còn sống mà như cuộc đời quá khổ đó cả nhà, trong khi chết lại còn bị bắt qua bắt vưởng như vậy đó. Thì anh em mình cũng đã xin ý kiến của sư phụ và cũng được thầy cho anh em mình một lệnh bùa để cho Tú làm một cái nghi thức để giúp cho cô có thể được đi siêu thoát và có thể đầu thai cái khác cả nhà. Thì hôm nay anh em mình dự định sẽ vào đây. Thứ nhất là sẽ cũng như là trước là anh em mình sẽ đi từ bên ngoài đi vào, là đi từ ngôi mộ rồi đi vào nhà. Thì lần trước anh em mình đi thì cũng có gặp cô xuất hiện. Thì không biết hôm nay thế nào, nó thì hôm nay anh em mình định sẽ giúp cô ấy siêu thoát cái nha. Thì một chút khi vào bên trong nhà thì anh em mình cũng sẽ cúng và đặt cam một đoạn. Xong nếu mà cô ta có xuất hiện thì anh em mình sẽ tiến hành và làm nghi thức giúp đỡ luôn cái nha. Thì ok nha, chắc có lẽ anh em mình sẽ không nói gì dòng nữa. Và bây giờ chắc có lẽ anh em mình sẽ đi vào bên trong nha. Ok, thì xin mời quý cô chú anh chị và các bạn theo hai anh em mình nha. Ok, thì thôi nha. Thì ok nha, thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu đi vào trong nha. Dưới gốc cây có những trắng trắng đứng đây vậy. Ok, thì xin mời cái chùm cỏ này mà ai cái chùm cỏ mà nhìn trong cao chứ ai đứng gần gốc cây vậy. Bên này gió quá. Rồi thấy mày không? Trong này toàn là tre, là tầm dông. Toàn là tầm dông gì không nè. Và phía bên đây là một cái vườn xoài nha. Cái dắt bên ngoài này là nguyên một cái đường toàn là những cái cây tầm dông với lại những cái cây nói chung là cây xoài. Thì khu vực này là vườn xoài nha các bạn. Phía này vườn xoài, còn phía bên này là một hàng tầm vong, tầm vong. Cũng như là tầm lum cây chứ. Đúng rồi, nói chung là ở khu vực này như là gần như đó. Thì những cái khu vực này kính nó cỏ nhiều cái này. Nói chung anh em mình vào đây quay thì cũng khá là mạo hiểm, tại trong khu vực mà dưới chân núi như thế này thì rắn rít rất là nhiều. Sợ những cái ấm này nè, những rắn nó trốn không á. Thì nói chung là cô gái này cũng do là rắn cắn mà mắc. Anh em mình cũng hạn chế không có rắn tiếp xúc nhiều với lại những cái khu vực mà lùm như thế này cả nha.
thì những hầu như những con rắn trầm quạp này nọ mọi người, thì nó ưa quấn cuộn cuộn và nó ngồi thấy mấy đứa, nó nằm thấy mấy đường. Đúng rồi, mà nằm im gu à. Thích đấy hồi lùi á. Nằm im gu à, mà mình đi ngang là nó đớp đi á. Bởi vậy đi vào những cái đường này thì phải hết sức cẩn thận. Nếu mà có một cái gì đó xảy ra thì khó lòng lắm, tại sợ không kịp. Thì hầu như thì anh em mình cũng rất là cẩn thận về cái điều đó của mình, cho nên có những lúc anh em vừa đi nhưng mà vẫn gờ mũi chân chứ không có không phải là nhìn trăm cam không. Thì bây giờ hiện tại bây giờ anh em mình đã đến ngôi mộ cô gái này mọi người. Thì ở lần trước anh em mình đến thì có thấy cô là đứng ở đó và đi về hướng đầu mộ biến mất tiêu. Chắc có lẽ cái mộ của cô gái này cũng lâu rồi không người chăm sóc á, nên cây mấy cây cỏ trên này nè mọc khá là rậm rạp trên này luôn. Cái này là chỉ Tết người ta đến để người ta nhổ mấy này rửa là xong thôi. Mà nhờ con có là mộ cô gái này nằm ở khu vực trống với lại bằng gạch như thế này mọi người, thì nó sẽ sạch hơn, nó không bị giống như những cái mộ mà bằng xi măng á, mưa gió thì nó cũng sạch hơn bình thường. Thì ở lần trước anh em mình đến thì cũng bắt từ đây đi vào trong cái căn nhà, thì khi vào trong căn nhà gần đến ngay cửa thì anh em mình thấy một cái bóng đi qua cái mất tiêu cái này. Khi đó anh em mình vào bên trong cũng đi dặn kiếm không gặp, mà cái nhà thì khu vực đó thì nhỏ xíu rồi chứ nó đâu có rộng gì đâu, nhưng mà lại anh em mình vào kiếm không gặp. Thì lần này nếu anh em mình đến và cô có xuất hiện nữa thì anh em mình sẽ tiến hành và làm nghi thức giúp cho cô đi sẽ khó như thế nào. Sơm mà như thế này thấy không? Đứng cô gái đứng ngay cây không? Gì? Đứng cô gái đứng ngay cây đó gì được không? Ngay cây đó. Có gì đây ta? Đó đi đó đi kìa. Đi theo coi. Rồi. Đứng cái cô gái đứng ngay cây không? Gì? Đứng cô gái đứng ngay cây đó gì được không? Ngay cây đó. Có gì đây ta? Đó đi đó đi kìa. Đi 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 theo ơi. Rồi. Mở cái rõ ràng. Mới nghe gì kia vậy? Đó. À biết không? Đâu, nãy em thấy có gì ở đây nè. Không tới rồi. Nãy thấy đứng ở đây nè. Này. Thì nãy anh em mình đi từ ngoài vô thấy cái đứng một chỗ này mọi người. Đứng như thế này. Không biết là có phải là cái bóng của cô gái hay không thì anh em mình cũng không rõ nữa cái này, tại vì từ xa thì cho nên là khi để về khi anh em mình xem lại, nếu mà đúng là cái bóng của cô gái thì anh em mình sẽ gom gần lại cho cái nhà cũng xem. Còn bây giờ thì thấy đứng xa thấy đi vô trong nhà nè, mà giờ không biết hay không thấy. Có vô nhà không rõ nữa.
thì thấy đứng đó đi hướng về hướng này nè, nhưng mà không biết là có đi đây không. Thúi quá thúi vậy, lần trước anh em mình đến quay cái thúi như thế vậy chưa, hết thúi nữa ta. Ná thở luôn. Đúng là cái mùi của mấy cái động vật chết lâu hết rồi chứ. Có trời mấy này quá xa. Hộp kem hộp phấn quá trời ta. Ôi dạ. Đụng đầu. Thế bé nha. Thì bây giờ anh em mình cũng đặt cam như thế này và bây giờ anh em sẽ cúng kiến nha cả nhà. Thúi quá mọi người. Hôm trước á thì anh em mình đến đây nha. Thì có cái mùi gì nhất là hôi thúi ở trong này mà bây giờ đến vẫn vậy luôn. Cái lu này nó trơn trượt nhưng sao mấy cái con vật nó chui nó được hay ta. Đi trời gió không sao, không sao. Thế có ai đi trên đó giống như cô ấy cho mình biết là cô ấy có đây vậy. Ok nha, thì giờ anh em mình chắc lẽ sẽ tạm đánh mặt ngoài chút xíu cho cô ấy đến đây hưởng nhang khói và bánh trái nha. Dạ nhà, thì nhà mình tạm đánh mặt. Chứ bây giờ nãy giờ anh em mình nghe có những cái tiếng động rất là lạ ở trong cái căn nhà này. Ok, giờ anh em sẽ để mic ở đây đi.
cá gì cũng chạy. Có như mực chạy. Thôi thì mùi luôn. Quá trời tối cả nhà ơi. Anh em khi anh em vào đây, anh em mình không có cầm đèn cho nên nó là nó thui cái nhà. Thì thật sự thì anh em mình cũng không muốn mở đèn là do là những các cái dông họ gặp đèn họ rất là nó kêu như không có muốn mình thích của đèn á, sáng mà họ thấy mất à. Thì cái nhà thì ý định của anh em mình là đi trong bóng tối vào để khi công cái xuất hiện thì họ không có kiểu họ không có sợ mình ở cái nhà để mình cầm cái đèn là khi thấy là họ biến tiêu đi. Trời này thúi quá trời thúi vậy. Thì bây giờ thì hai anh em mình vẫn chưa thấy cô gái xuất hiện. Này thấy trắng trắng ta phải không? Nói diện nè. Em thấy hả? Rồi anh không thấy nè. Tại vì em ở gần anh nè. Không phải là gần nè. Nhiều khi á, nhiều khi mà nếu mà người anh họ cho mình thấy mình có thấy được. Thì cái nhà đây thì hiện tại bây giờ hình như thật sự là bên ngoài rất là tối, tối đen như mực luôn, mà nhưng mình thấy cảm giác và kiểu như mình thấy trước mặt mình là cô ấy đang xuất hiện. Thì với chú chị mình xem á, chắc có lẽ là rõ hơn mình. Thì ok cả nhà, thì như anh Tú cũng đã nói là đã thấy cô gái xuất hiện mà sao không hiểu tại sao mình lại không thấy không biết. Thì bây giờ chắc có lẽ mình không dây dầm nữa, bây giờ mình sẽ làm nghi thức luôn. Thì bây giờ Tú sẽ làm nghi thức thì để mở một cái con đường cho cô gái đi cả nhà. Thì chắc có lẽ một xíu thì anh em mình cũng sẽ hợp sức lại để tránh cái trường hợp như cái lần trước đó cả nhà. Cái lần trước khi mà anh em mình giúp cho cái vong của cô gái tự thiêu đó thì trong lúc đó thì Tú làm với mình thì không có. Thật sự là rất là tối. Nói chung là mình thấy như là khí em được. Không, hình như lần trước là hai anh em làm giúp cho cái con quỷ chứ không phải là con gái được thôi đó nha. Lỡ không là tại vì mình nhấn lộn. Bây giờ thì thật sự thì mình không biết là rất là tốt rồi. Bây giờ mình cứ làm như thế luôn chứ bây giờ nếu mà ngay á thì sẽ có kết quả nha. Đó, thì hôm nay thì chúng tôi đến đây á thì chủ yếu để giúp cho cô được đi siêu thoát đầu thai kiếp khác. Tại vì cái tuổi của cô khi mà sống từ lúc mà chào đời đến khi mất á thì khá là ngắn, với lại cũng không có gây tội nghiệp gì quá nặng nên á đây chúng tôi mới giúp cho cô đi. Thì bây giờ nếu chúng tôi đã làm nghi thức xong thì bây giờ chắc là chúng tôi sẽ mở một con đường. Nếu mà cô thấy con đường thì cô hãy đi nha. Bây giờ anh em mình mở đường nhanh.
Đi chưa ta? Đi chưa? Anh nghe em không còn thấy nữa. Thì cái nhà thì từ lúc nãy tôi nghe mình nói từ trên đường thì không biết là cái hai cô gái có được đi hay chưa, nhưng mà hiện bây giờ thì không thấy, xung quanh đây không thấy nữa. Thì lúc nãy thì khi mà cô ấy xuất hiện ra thì mình có một cảm giác là cô ấy đang ở gần, nhưng mà khi anh em mình làm nghi thức và mở con đường cho cô ấy đi á, thì hiện bây giờ thì hầu như là không còn cảm giác của ấy ở đây nữa. Thì cả nhà, thì chắc có lẽ cô ấy đang đi hay gì đó, cho nên anh em mình hiện bây giờ thì không thấy nữa và cũng không có cảm giác lạnh như lúc ban đầu. Thì bây giờ chắc có lẽ đến đây thì anh em mình cũng sẽ kết thúc clip tại đây cả nhà. Thì quý chú anh chị mình xem, nếu mà thấy cô ấy đã đi rồi nhớ comment với phần bình luận nha cả nhà. Thì cả nhà, nếu mà cả nhà có yêu quý anh em mình thì cả nhà hãy đăng ký kênh ủng hộ anh em mình và nhớ bật chuông lên để nhận được những cái video mới nhất của anh em mình cả nhà. Thì ok, cứ đôi thì anh em mình chúc mọi người thời gian sẽ phải trở lại hạnh phúc nha. Chào cả nhà.